lớn trong cải cách tư pháp tại phiên tòa xét xử vụ án cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Mù quáng vì ghen tuông, nam thanh niên đâm tình địch tử vong tại nhà trọ. Điều tra nguyên nhân tài xế gây tai nạn khiến 7 người thương vong trong vụ xe điên ở Nghệ An. Xe taxi bốc cháy nguồn ngụt ngay cổng trường học trước ngày khai giảng. Quảng Ninh lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm phòng COVID-19. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo liên quan tới những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương đã khép lại. Qua bản án nghiêm khắc được công bố, tinh thần cải cách tư pháp thể hiện rõ ràng tại phiên tòa đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Trong suốt 15 ngày xét xử và nghị án kéo dài, nhiều ý kiến của những người trong cuộc và dư luận xã hội bày tỏ sự đồng tình, tán thành với một phiên tòa được điều hành khoa học, dân chủ, minh bạch, bảo vệ tài sản của nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp. Tinh thần cải cách tư pháp thể hiện rất rõ qua việc tất cả các bị cáo, luật sư, người tham gia tố tụng khác với tổng cộng hơn 100 người đều được phát biểu ý kiến cũng như tranh luận, đối đáp tại phiên tòa. Trong đó đã đảm bảo được 3 tiêu chí lớn là tôn trọng lắng nghe tất cả các ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng công, tội, các tình tiết giảm nhẹ và đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba có liên quan trong vụ án. Luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho vợ chồng bị cáo Võ Hồng Cường và bị cáo Trần Đình Như Ý cho rằng hội đồng xét xử phiên tòa này đã điều hành phiên tòa rất kinh nghiệm, khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật. Các luật sư đã được tạo điều kiện trình bày đầy đủ những luận điểm, luận cứ gỡ tội cho thân chủ của mình. Phần đối đáp của các công tố viên tại phiên tòa được luật sư Nguyễn Văn Tú đặc biệt đánh giá cao. Theo luật sư, đại diện viện kiểm sát viên đã tiến hành đối đáp từng luận điểm, luận cứ một cách khoa học, rõ ràng, đi thẳng vào bản chất của vấn đề. Trong một phiên tòa có tới gần 100 người với 60 luật sư, 26 bị cáo cùng người liên quan, đại diện viện kiểm sát đã bám sát, lắng nghe và đối đáp hết những vấn đề trọng tâm của vụ án. Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa đưa đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố và hội đồng xét xử tôn trọng, lắng nghe và giải đáp ý kiến. Phiên tòa cũng rất nhân văn khi tạo điều kiện cho những bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu được xét xử vắng mặt hoặc được ngồi tại chỗ trình bày mà không phải đi lên bục khai báo theo quy định. Khi lượng hình, hội đồng xét xử xác định 28 bị cáo trong vụ án này không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ, đội hội đồng xét xử nhận thấy trong vụ án này, ngoài bị cáo Nguyễn Đại Dương, chồng bị cáo Nguyễn Thục Anh, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khác đã đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quá trình công tác, các bị cáo đều có nhiều thành tích, đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen. Đối với nhóm các bị cáo liên quan đến hành vi chuyển nhượng khu đất 43 hectare được hưởng tình tiết giảm nhẹ do một phần thiệt hại đã được khắc phục. Liên quan đến khu đất 43 hectare ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, tuy có liên đới trách nhiệm trong việc không ngăn chặn, hủy bỏ giao dịch chuyển nhượng, nhưng thực tế, các bị cáo chỉ biết sự việc sau khi bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương và các bị cáo khác đã thực hiện xong việc chuyển nhượng khu đất trên nên cho những bị cáo này được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định. Đối với nhóm 6 bị cáo liên quan đến hành vi tham mô tài sản, hội đồng xét xử xác định hậu quả đã được khắc phục toàn bộ nên cũng quyết định cho các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời, giảm nhẹ cho những bị cáo có vai trò mờ nhạt trong vụ án, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Trong nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, bên cạnh việc đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước, tòa án các cấp đều chú trọng xem xét quyền lợi cho người thứ ba ngay tình, đảm bảo sự công bằng, khách quan. Khi xét xử vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương, vấn đề về người thứ ba, ngay tình cũng đã được tòa án cân nhắc giải quyết thấu đáo. Đây là một trong những vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo sát sao trong thời gian qua. Bản án với đầy đủ tính nghiêm khắc, đảm bảo tính răn đe, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đã nhận được sự đồng tình lớn từ dư luận. Kỳ vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong cải cách tư pháp của pháp luật hiện hành. Con run xéo lắm cũng quằn.
Có người chọn cách thoát khỏi cuộc hôn nhân bên bờ đổ vỡ bằng cách xin ly hôn, nhưng cũng có người không kiểm soát được bản thân và trở thành kẻ sát nhân giết hại chính người đầu ấp tay gối với mình chỉ vì những chuyện vặt vãnh thường ngày. Và rạng sáng ngày 4 tháng 9 đã xảy ra vụ án thương tâm, chồng vung dao khiến cho vợ tử vong trên địa bàn tỉnh Thái Bình vừa được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng. Được biết, nạn nhân là Nguyễn Thị Mị, 55 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ. Nghi phạm chính là chồng của nạn nhân, ông Nguyễn Thiên Lạc, 58 tuổi, đã ra cơ quan công an đầu thú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 9, trong bữa cơm tối tại nhà, ông Nguyễn Thiên Lạc, 58 tuổi, trú thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, uống rượu say. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Lạc kêu vợ là bà Nguyễn Thị Mị, 55 tuổi, trú cùng địa chỉ, đi mua bia để nhậu tiếp, nhưng bà Mị không đồng ý vì đêm khuya. Sau đó, bà Mị bỏ vào trong buồng ngủ để mặc ông Lạc chửi bới. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 4 tháng 9, ông Lạc bất ngờ dùng dao tác động khiến vợ tử vong tại chỗ. Tại thời điểm gây án, người dân khu vực đã ngủ say nên không ai hay biết. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, mọi người mới biết và báo chính quyền. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hội cho biết, nhận tin báo, tôi cùng lực lượng công an xã lập tức đến hiện trường, đồng thời báo vụ việc lên công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên giường ngủ, trên đầu có nhiều vết thương và được xác định đã chết. Trong sáng ngày 4 tháng 9, ông Nguyễn Thiên Lạc cũng đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, vợ chồng ông Lạc có hai người con đều đã trưởng thành và ra ở riêng. Bà Mỹ đang đi làm công ty, con chồng ở nhà làm nông nghiệp. Trong ngày 4 tháng 9, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Quỳnh Phụ cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quỳnh Phụ cũng đã có mặt để khoanh vùng khám nghiệm. Hiện vụ án đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thái Bình điều tra. Trong đời sống hôn nhân, việc mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cách đối mặt với vấn đề tốt nhất chính là ngồi lại trò chuyện cùng nhau giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên. Trong trường hợp khó có thể đưa đến được sự đồng thuận, lúc này người trong cuộc cần tỉnh táo, tìm đến sự trợ giúp của cơ quan chức năng, tránh những tình trạng đáng tiếc xảy ra. Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông, mâu thuẫn tình ái. Những người trong cuộc không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, để lại những bi kịch thật đau lòng. Vào sáng ngày 5 tháng 9, Công an thành phố Thuận An đã bắt đầu điều tra và truy bắt nghi can liên quan tới vụ án mạng vừa xảy ra tại một phòng trọ ở phường Lái Thiêu, bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa cặp đôi yêu nhau. Ngày 5 tháng 9 năm 2022, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nghi phạm đâm chết tình địch tại một phòng trọ ở phường Lái Thiêu. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Tân sinh năm 1988 và Nguyễn Chí Linh sinh năm 1995 cùng yêu chị Nguyễn Kim Mết sinh năm 1995, cả ba cùng quê ở tỉnh Đồng Tháp. Đêm ngày 4 tháng 9, Tân đến phòng trọ tại khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An để tìm chị S thì gặp Linh cũng đang có mặt ở đây. Giữa hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tân dùng hung khí tác động mạnh làm Linh gục tại chỗ. Hoảng sợ sau khi gây án, Tân cùng S bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Linh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Hiện nay, Công an đang truy bắt nghi can vụ án mạng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án xuất phát từ một nguyên nhân là mâu thuẫn tình cảm, vì ghen tuông mù quáng không kiềm chế được hành động của mình mà phạm tội. Thông tin điều tra và xét xử sẽ được cập nhật. Có lẽ quý vị vẫn chưa thể quên hình ảnh đôi mắt sưng đỏ, ngập nước của ba em bé khi đứng trước linh cữu của bố mẹ trong vụ tai nạn xe điên ở Nghệ An vào ngày 3 tháng 9 khiến cho bố mẹ các em tử vong và 5 người khác bị thương nghiêm trọng. Qua quá trình điều tra, mới đây Công an thị xã Thái Hòa vừa làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Chiều ngày 4 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành, sinh năm 1975, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 7 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn. Nguyên nhân ban đầu được biết qua kiểm tra nồng độ cồn, xác định tài xế này vi phạm vượt quá mức quy định cho phép nhiều lần. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ ngày 3 tháng 9 trên quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-39170 do Dương Văn Thành, sinh năm 1975, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, điều khiển với xe máy biển kiểm soát 37G1-64824 do ông T.V.Q, sinh năm 1971, chở vợ là N.T.T, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, khiến hai vợ chồng ông Q tử vong. 5 người ngồi trên ô tô bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Theo nguồn tin ban đầu được biết, trước vụ tai nạn xảy ra thương tâm nói trên, khoảng 14 giờ 55 phút cùng ngày, tại km 41 100, quốc lộ 48A, đội cảnh sát giao thông số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô này để kiểm tra vì vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng cùng nhân dân tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu và tiến hành điều tra theo dấu vết nóng, lập hồ sơ vụ án để sớm ngày xử lý nghi phạm gây ra vụ tai nạn thương tâm. Liên quan đến vụ tai nạn, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông huyện Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình vợ chồng cùng bị tử vong trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân, hy vọng gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương. Mặc dù mức phạt đối với hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hiện nay được đánh giá ở mức cao, song tình trạng người lái xe vi phạm nồng độ cồn và gây tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra. Nhiều trường hợp phải đánh đổi bằng những hậu quả nghiêm trọng, tai nạn thương vong đáng tiếc, con cái mất cha mẹ, bố mẹ mất đi người thân trong gia đình. Chính vì thế, hạn chế tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia là vấn đề chung, đã đến lúc toàn xã hội cần rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Hơn lúc nào hết, ý thức người dân tham gia giao thông là yếu tố quan trọng hàng đầu, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, chút bớt gánh nặng cho xã hội và nỗi đau cho những người ở lại. Hầu hết tai nạn cháy xe thường xảy ra do sự kết hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau, không thể tránh khỏi những tình huống bất ngờ gây hậu quả nghiêm trọng. Vào khoảng 18 giờ 23 phút tối ngày 4 tháng 9, trước thềm khai giảng năm học mới, trên địa bàn thành phố Hải Dương đã xảy ra vụ việc một chiếc xe taxi bất ngờ bốc cháy khiến cho nhiều người hoảng sợ. Ngay sau đó, vụ việc đã được người dân cấp báo cho cơ quan chức năng. Chiếc taxi Hyundai i10 đỗ tại khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Trần Phú bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt trước thềm khai giảng của các em học sinh trên địa bàn thành phố Hải Dương. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 4 tháng 9, tại đường Hồng Quang, thành phố Hải Dương, đoạn khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Trần Phú, chiếc xe taxi nhãn hiệu Hyundai i10 mang biển kiểm soát 34A-13497 bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xe. Sau khoảng 20 phút, chiếc xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, ngọn lửa xuất hiện từ phần đầu của chiếc xe, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe rồi thiêu rụi. Cũng không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng đường điện bị hỏng. Tại hiện trường, nhiều người dân đã dịch chuyển các xe máy, ô tô đỗ dọc bên đường ra xa chiếc xe bị cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu gọn hiện trường để sáng mai các em học sinh chào đón lễ khai giảng năm học mới. Ngày 5 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Hải Dương cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chiếc xe ô tô bị cháy trước cổng trường học. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Vụ tai nạn may mắn không gây nguy hiểm cho người dân lân cận và người đang tham gia giao thông tại khu vực, nhưng cũng là lời cảnh báo cho các bác tài cần chú ý tình trạng phương tiện của mình, tăng cường kiểm tra định kỳ để tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra, gây tai nạn đáng tiếc. Hà Nội những ngày nghỉ lễ, nhiều người bày tỏ cảm xúc dễ chịu khi tham gia giao thông, khi mà rất lâu rồi đường xá mới được thông thoáng như thế. Thế nhưng sự khoan khoái ấy chẳng diễn ra được bao lâu. Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài ngày, vào sáng ngày 5 tháng 9, phố phường Hà Nội lại chật như nêm. Đặc biệt, ngày này lại là đúng ngày khai giảng đầu năm học mới. Mùng 5 tháng 9 là ngày học sinh khai giảng năm học mới và cũng là ngày đầu tiên cán bộ, công nhân viên trước đi làm sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 dài 4 ngày. Có thể thấy, sau mỗi dịp nghỉ lễ, hàng trăm nghìn người và phương tiện cùng lúc đổ về, bắt đầu chuỗi ngày đi làm, đi học trở lại, khiến mật độ giao thông tăng cao kỷ lục. Theo ghi nhận, vào lúc 8 giờ sáng, đường Trần Duy Hưng hai hướng đều chật kín xe cộ. Cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, phương tiện xếp hàng dài để qua cầu. Có những đoạn, các phương tiện chôn chân cả trên và dưới chân cầu hàng giờ đồng hồ.
hầm chui Trung Hòa ùn tắc dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Đường Nguyễn Trãi cũng trong tình trạng tương tự khi lượng phương tiện di chuyển qua cung đường này luôn đông đúc. Cầu Vượt Tây Sơn, Nguyễn Trãi ùn tắc kéo dài cả trên và dưới. Trong khi đó, hàng dài ô tô, xe máy ken đặc đỗ tại nút giao đoạn ngã tư Sở hướng về trung tâm thủ đô. Người dân chật vật nhích từng mét để kịp giờ làm. Đã được lắp biển và tổ chức phân luồng, nhưng rất nhiều phương tiện xe máy đi vào làn ô tô khiến cho tình trạng giao thông trên đoạn đường này và giờ cao điểm luôn xảy ra xung đột giao thông. Song đó, để tiết kiệm thời gian, nhiều phương tiện vẫn cố tình đi ngược chiều khiến tình trạng giao thông càng trở nên tồi tệ hơn. Mọi phương án tổ chức giao thông sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chẳng đạt hiệu quả nào nếu người dân không tuân thủ, không có thói quen đi lại văn minh, đúng luật. Nhất là trong những dịp lễ lớn, nhu cầu đi lại cao, thành phố cần có những chính sách hiệu quả rõ ràng hơn. Trước những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, nhất là sự xuất hiện của biến chủng mới BA.5 của virus SARS-CoV-2 và sự xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại, thì việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, một biện pháp quan trọng, cấp bách trong công tác phòng chống dịch. Ấy vậy mà vẫn xuất hiện trường hợp một phụ huynh trên địa bàn thành phố Móng Cái bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính do không cho con tiêm vaccine COVID-19. Theo cổng thông tin điện tử thành phố Móng Cái, một phụ huynh ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính do không cho con tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, trong ngày 4 tháng 9, thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em thuộc các độ tuổi. Tuy nhiên, có một số phụ huynh không cho con em mình đi tiêm. Chiều ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với trường hợp phụ huynh không cho con đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, việc phường này lập biên bản vi phạm hành chính đối với phụ huynh trên là căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03-2007 và một số quy định về xử phạt liên quan. Trong đó, điều 9 liên quan đến vi phạm quy định về sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế có quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sau. Không thực hiện hoặc cản trở trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch. Thông tin vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Facebook và đã có nhiều luồng ý kiến tranh luận về tính pháp lý việc ra biên bản này của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình học sinh bắt đầu bước vào năm học mới cũng là thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, lây lan nhanh và bùng phát thành dịch, đe dọa sức khỏe của trẻ. Đặc biệt trước bối cảnh dịch COVID-19 đang có nguy cơ gia tăng trở lại, phụ huynh các em cần chú ý, tuân thủ theo chỉ đạo phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho chính con em mình và cho cộng đồng. Cuối bản tin sẽ là tin tức về thời tiết. Dự báo sau những ngày thời tiết khá đẹp và thuận lợi cho việc du lịch trong kỳ nghỉ lễ và ngày tựu trường của hàng triệu học sinh Việt Nam, thì Bắc Bộ sẽ đón những cơn mưa dông lớn ở vài nơi do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới. Quý vị cần cẩn thận điều khiển phương tiện di chuyển khi đi làm và cho các em nhỏ đến trường. Chúc quý vị một tuần mới tràn đầy năng lượng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong từ nay đến ngày 6 tháng 9, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía Nam và hoạt động mạnh dần lên, áp ít thay đổi, độ ẩm tăng dần. Do vậy, từ đêm ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi sau chuỗi ngày nắng nóng. Từ đêm ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau mưa giảm dần. Đến ngày 8 tháng 9, nền nhiệt tại thủ đô giảm rõ rệt khi dao động 24-31 độ C, giảm 2-4 độ C so với trước đó. Lúc này, mưa dông xuất hiện và khả năng duy trì đến cuối tuần, mùng 10-11 tháng 9. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm ngày 4 tháng 9 và sáng sớm ngày 5 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm ngày 7 đến ngày 11 tháng 9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, sau mưa giảm dần. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Thưa quý vị, mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một sự khởi đầu mới thuận lợi, hòa nhập với cuộc sống thường nhật sau những ngày nghỉ lễ, nhất là các em học sinh chính thức bắt đầu bước vào một năm học mới. Trên tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, có thể sẽ gây khó khăn đôi chút trong việc di chuyển. Quý vị cần chú ý để hạn chế những tình huống không đáng có xảy ra, đặc biệt là khi di chuyển trên đường. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!